Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 9, Ủy viên Trung Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Dương Văn Trang đến thăm làm việc tại xã Văn Xuôi, huyện Tù Mơ Rông. Tham gia đoàn công tác có Phó Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Hải và lãnh đạo các sở ban ngành. Văn Xuôi là xã đặc biệt khó khăn của huyện Tù Mơ Rông. Xã có 5 thôn làng với gần 300 hộ, trên 1.000 nhân khẩu trong đó gần 98% là người dân tộc thiểu số. Thăm và làm việc tại xã Văn Xuôi, Bí thư tỉnh ủy nghe địa phương trình bày báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng đảng và hệ thống chính trị 9 tháng của năm 2021. Qua đó có ý kiến chỉ đạo đối với phương hướng nhiệm vụ triển khai trong các tháng cuối năm. Sau khi làm việc với đảng ủy xã, đoàn công tác đến thăm tặng quà cho bà con nhân dân hai làng tái định cư long cho và ba khen trên địa bàn thông tin chi tiết về chuyến làm việc chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong chương trình thời sự sau